Chào các bạn, mình đã quay trở lại và một lần nữa để nói về bài thi TOEIC. TOEIC là một bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh mà ở Việt Nam thì nó hết sức là phổ biến. Nó cũng là bài thi mà các trường đại học yêu cầu sinh viên của mình cần thiết phải thi và đạt một cái điểm số nào đó nhất định để có thể ra trường. Cho nên là nắm được cái nhu cầu đó thì mình có dự tính là sẽ làm các cái series video clip về cái kỹ thuật làm bài, làm thế nào để mà chúng ta đạt được cái điểm số cao nhất trong từng phần của bài thi TOEIC này. Tuy nhiên trong cái video clip ngày hôm nay mình sẽ chỉ đưa ra những cái khái niệm, những cái tổng quan cơ bản nhất về bài thi TOEIC mà một người quan tâm tới bài thi này, chuẩn bị thi bài thi này cần thiết phải nắm. Và mình hứa là sau video clip này mình sẽ tiếp tục đưa ra những cái video clip về các kỹ thuật làm bài cần thiết để mà chúng ta thi đạt điểm cao trong từng phần. Vậy nên chúng ta hãy đăng ký kênh và chúng ta hãy bấm subscribe, cộng thêm cái chuông để mà chúng ta nhận được những cái thông báo mới nhất về các video clip tiếp theo nha các bạn. Đừng bỏ lỡ nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội dung chính của video clip ngày hôm nay. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về tổng quan của bài thi TOEIC Listening và Reading, bài thi TOEIC nghe đọc. Rồi, trong bài thi TOEIC nghe đọc này thì bài thi TOEIC này nghe đọc này thì chúng ta cũng đã khá là quen thuộc với nó từ trước tới nay đúng không? Tuy nhiên là sau khi mà ETS công bố là đổi format bài thi TOEIC ở Việt Nam thì chúng ta thấy là ở cái bài thi mới này so với bài thi cũ trước đây mà chúng ta đã quen thuộc nó có gì khác. Hôm nay mình sẽ điểm lại những cái điểm khác biệt của cái bài thi TOEIC mới này so với bài thi TOEIC cũ ha. Rồi, chúng ta cũng sẽ làm bài thi TOEIC nghe đọc này trong vòng 120 phút là 2 giờ đồng hồ. Chúng ta cũng sẽ có hai kỹ năng listening và reading. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có 100 câu listening và vẫn là 100 câu của reading. Vậy có phải là chúng ta làm listening 1 tiếng đồng hồ còn reading chúng ta cũng làm trong 1 tiếng đồng hồ không? Câu trả lời là không ha. Listening này, 100 câu hỏi này chúng ta sẽ giải quyết trong 45 phút. Còn reading, 100 câu hỏi của reading chúng ta sẽ trả lời trong 75 phút. Vậy thì chúng ta thấy thời gian của hai kỹ năng này là không bằng nhau. Kỹ năng reading chúng ta có nhiều thời gian làm bài hơn. Ok. Vậy thì cái kỹ năng time management á, quản lý thời gian á, chúng ta có thể áp dụng được ở kỹ năng nào trong hai kỹ năng này? Vậy chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta không thể quản lý thời gian trong kỹ năng listening được. Tại vì giám khảo mở đĩa ra thì đĩa bắt đầu rồi tới đĩa hết là hết giờ làm bài. Thì chúng ta không thể quản lý thời gian được trong phần listening này ha. Chắc bắt buộc chúng ta sẽ phải theo cái CD thôi. Tuy nhiên trong kỹ năng reading thì quản lý thời gian rất là quan trọng. Việc chúng ta canh giờ như thế nào nó sẽ ảnh hưởng tới việc là mình có làm hết được 100 câu trong vòng 75 phút này hay không. Đó, cho nên là kỹ năng quản lý thời gian là rất quan trọng trong phần reading. Rồi, chúng ta sẽ quay lại phần listening ha các bạn ha. Trong listening này, 45 phút này, 100 câu hỏi này, chúng ta sẽ giải quyết 4 phần. Phần đầu tiên, part 1. Part 1, nó có tên là photo. Có một số chỗ thì ghi là photographs, hoặc là một số chỗ thì ghi là photo description, thì cũng là như nó thôi bạn ơi. Chúng ta sẽ có 6 câu hỏi. 6 câu hỏi này, mỗi câu hỏi là một cái hình. Chúng ta sẽ được nhìn một cái hình và chúng ta sẽ nghe miêu tả, có 4 cái miêu tả dành cho cái bức hình đó. Rồi, và chúng ta sẽ xem cái miêu tả nào phù hợp với cái bức hình mà chúng ta đang xem thì chúng ta sẽ chọn vào. Chúng ta có đáp án ABCD ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ qua phần thứ hai là question and responses. Câu hỏi và câu trả lời. Chúng ta sẽ được nghe một câu hỏi và chúng ta sẽ nghe 3 câu trả lời ABC. Chúng ta sẽ xem câu trả lời nào nó phù hợp với câu hỏi nào. Với cái câu hỏi mà chúng ta đang nghe thì chúng ta sẽ chọn vào. Ví dụ như chúng ta nghe câu hỏi là How old are you? A. People call me Harry. B. I'm 29 years old. C. I live with my family. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án B, đúng không? Tuy nhiên chắc chắn ra thi thì không dễ như vậy đâu các bạn ha. Và chúng ta để ý giùm mình là ở trong phần này chúng ta chỉ có ABC, chúng ta có đáp án ABC thôi, chúng ta không có đáp án D nha bạn. Tuy nhiên là tên tờ answer sheet, tên
trên tờ giấy làm bài của chúng ta vẫn có đáp án đi. Cho nên là nếu phần này chúng ta đánh lụi thì làm ơn đừng đánh lụi phần đi, đi là đi luôn á. Ok, chúng ta chỉ có ABC thôi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ qua 39 câu của phần Conversations. À, trong phần này thì chúng ta sẽ nghe những đoạn đối thoại. Rồi, và mỗi đoạn đối thoại chúng ta sẽ phải trả lời 3 câu hỏi tương ứng với đoạn đối thoại mà chúng ta đã nghe. À, vậy thì chúng ta ở đây chúng ta thấy là 39 câu vậy thì tương ứng tới bao nhiêu mẫu đối thoại các bạn? Đúng rồi, chúng ta sẽ có 13 mẫu đối thoại và chúng ta sẽ có 39 câu. À, các bạn để ý chỗ này ha. À, trong phần đối thoại này chúng ta sẽ có 2 người nói và thậm chí chúng ta cũng có thể có 3 người nói. Đây là cái điểm khác biệt so với format cũ. Rồi, và nó cũng sẽ xuất hiện dàn câu hỏi mới, nó được gọi là dàn câu hỏi visual, có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm một cái bảng số liệu hoặc là một cái hình ảnh gì đó nữa, và chúng ta vừa phải nghe bằng tai, chúng ta vừa phải đọc câu hỏi bằng mắt, và chúng ta cũng phải xem luôn cái bảng số liệu đó luôn đó. Và chúng ta sẽ áp dụng nhiều cái giác quan khác nhau để mà chúng ta giải quyết cái câu hỏi. À, nó khó đúng không bạn? Rồi, và phần cuối cùng chính là phần talks. Thì thay vì ở trên đây chúng ta có một mẫu đối thoại của 2-3 người nói chuyện với nhau thì dưới đây chỉ có một người nói thôi. Và mỗi bài nói chúng ta cũng sẽ giải quyết 3 câu hỏi. Vậy thì ở đây chúng ta có 30 câu hỏi, tương ứng là chúng ta có 10 bài nói. Đúng rồi. Đó là hết 100 câu hỏi phần listening. 45 phút. Rồi, không có giải lao nha các bạn, không có break nha. Mà chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang phần reading ngay lập tức. Rồi, 75 phút phần reading này chúng ta sẽ có 100 câu hỏi và chúng ta sẽ có 3 phần. Phần đầu tiên, part 5. Part 5 có tên gọi là incomplete sentence, câu chưa hoàn chỉnh. Cái này cũng giống như các bạn đi thi phổ thông trung học hoặc là các bạn đi thi thi vào đại học vậy đó. À, nó sẽ có những câu hỏi trắc nghiệm, nó sẽ một câu nó chừa cho mình một khoảng trống và chúng ta có ABCD chúng ta điền vào. À, chúng ta sẽ có 30 câu. À, ở đây ở cái phần số 5 này, ở phần số 5 chủ yếu là nó test mình về thứ nhất là từ vựng, thứ hai là về ngữ pháp. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ 6. Phần thứ 6 có tên là incomplete text, cũng tương tự với phần số 5 này. Nếu mà nó phần số 5 là một cái câu đơn nhỏ nhỏ thì phần số 6 là một cái đoạn văn nó dài hơn. À, và chúng ta sẽ giải quyết mỗi đoạn là 4 câu hỏi và chúng ta có 16 câu hỏi. À, vậy là chúng ta sẽ có 4 đoạn. Rồi, và cuối cùng là chúng ta chuyển sang cái phần mà nó hại não nhất, cái phần mà mệt nhất. Tại vì làm tới đây thật sự là chúng ta đã thấm mệt rồi. Rồi, chúng ta sẽ giải quyết phần cuối cùng, phần số 7, được gọi là Reading Comprehension. Và chúng ta sẽ giải quyết 54 câu. Thì 54 câu này, đó là những cái bài đọc ngắn dài thì tùy ha. À, nó sẽ có từ 2 câu hỏi cho tới 5 câu hỏi, nó tùy thuộc vào độ dài ngắn của cái bài đọc đó. Rồi, vậy là xong 200 câu và 2 giờ đồng hồ. Chúng ta làm gì nữa các bạn? Chúng ta đi về, lấy giấy tờ đi về và chúng ta sẽ đợi trong khoảng 12 cho tới 15 ngày để chúng ta có kết quả và chúng ta lên IIG để chúng ta lấy phiếu điểm. À, ok. Rồi, vậy thì quay trở lại với câu hỏi là bài thi TOEIC mới này nó khác gì so với bài thi TOEIC cũ? Rồi, thì chúng ta xem nhé. Ở bên trái là dạng bài thi format cũ, còn bên phải là dạng updated TOEIC, là bài thi TOEIC mới. Thì chúng ta coi số lượng câu hỏi vẫn là 100 câu thôi, cả hai đều có 100 câu hết, đúng không? Ok. Tuy nhiên trước đây cái phần photograph phần số 1 chúng ta có 10 câu, nhưng mà phần format mới chúng ta chỉ còn có 6 câu hỏi ở phần này thôi. Từ 10 câu xuống còn 6 câu. Rồi, vậy phần 2 này, phần 2 ngày xưa có 30 câu, bây giờ còn 25 câu. Và nếu chúng ta biết thì phần 1, phần 2 là hai phần tương đối là dễ nhất trong cái listening. Vậy thì số câu hỏi dễ đã được giảm xuống 40 câu, chỉ còn có 31 câu thôi. Rồi, vậy thì nó sẽ tăng câu hỏi lên phần nào? Nó tăng câu hỏi lên ở phần thứ 3, đó là phần conversations. Trước đây chúng ta có 30 câu tương ứng với 10 bài nói, và mỗi bài nói chúng ta cũng sẽ giữ 3 câu này. Thì bây giờ chúng ta có 39 câu, 13 bài nói đó. Và nó tăng số lượng người nói trong cái phần conversation này. Trước đây chắc chắn chỉ có 2 người nói thôi, thì bây giờ có thể có 3 người nói luôn đó. Ok. Rồi, và phần nói, phần talk thì chúng ta giữ nguyên. Tuy nhiên nó sẽ xuất hiện cái dạng câu hỏi mà giống như hồi nãy mình đề cập vậy đó, và dạng câu hỏi visual đó, là chúng ta sẽ phải xem một cái hình ảnh gì đó nữa.
Đó, thì nó sẽ tăng cái độ khó chỗ này lên. Rồi. Còn phần phần đọc thì sao các bạn? Vẫn là 100 câu ha. À, tuy nhiên trước đây chúng ta có 40 câu phần ngữ pháp nè. Đó, phần ngữ pháp, phần từ vựng này. Phần số 5 ấy, bây giờ chúng ta chỉ còn có 30 câu thôi. Nó giảm đi của chúng ta rồi. Và nó tăng cái số lượng cái phần số số 6 lên. Số 6 ngày xưa chúng ta có 12 câu thì bây giờ chúng ta có 16 câu, tăng lên 4 câu. Và đó, chúng ta để ý vô này nha. Phần số 7 nè. Số lượng single passages là những bài đọc mà chỉ có một đoạn văn thì chúng ta giải quyết 28 câu. Bây giờ chúng ta giải quyết 29 câu. Đó, ok. À, nhưng mà cái đoạn double passages trước đây chúng ta có 20 câu. Double passages là trước đây dài nhất là chỉ có những bài đọc mà có hai đoạn văn thôi. Thì bây giờ nó gọi là multiple passages là có những bài đọc nhiều đoạn văn, có thể có hai hoặc là ba. Đây, chúng ta thấy cái đây người ta ghi nè, five sets of double or triple passages. Đó, ok. Nó sẽ có 5 bộ những cái đoạn văn. À, nó bao gồm có double là hai đoạn và triple là tới 3 đoạn trong một cái bài đọc. Đấy. Và chúng ta sẽ giải quyết là tới 5 câu hỏi dạng như vậy. Okay. Vậy thì mình nhìn đây, mình thấy là ETS thì họ trong cái thông báo của họ trước đây á, thì họ nói là bài thi TOEIC format mới vẫn giữ nguyên độ khó so với format cũ. Nhưng chúng ta thấy cái format mới so với format cũ thì cái độ khó chúng ta thấy nó khó hơn hay là nó dễ hơn các bạn? Cái này là do bạn, cái này là do mỗi người chúng ta nhìn vào chúng ta thấy như thế nào ha. Đó. Ok. Vậy thì cái điểm TOEIC này nó sẽ được tính như thế nào? Điểm TOEIC chúng ta sẽ chia làm hai phần, một là listening, hai là reading, và sau đó chúng ta lấy total là chúng ta cộng lại với nhau. Điểm TOEIC nó sẽ kéo từ 0 cho tới 990. Không có ai thi TOEIC 1000 điểm các bạn. Đừng có ai nói là tôi mới thi TOEIC được 1000 điểm về. Bạn đừng có tin nha. Rồi. TOEIC chúng ta chỉ có minimum là 0 điểm, không làm gì hết. Rồi. Còn nếu chúng ta làm đúng thì chúng ta sẽ lên điểm này. Cao nhất trong listening là 945 và cao nhất trong reading cũng là 945. Và chúng ta làm đúng được bao nhiêu câu thì chúng ta sẽ tương ứng với bao nhiêu đó điểm. Đó, ok. Và mỗi bài thi sẽ có một bảng điểm quy đổi khác nhau, không bài thi nào giống bài thi nào. Tuy nhiên ở đây trong slide này mình đưa cho các bạn những cái số liệu mà nó thống kê, nó sẽ dao động trong cái mức này. Ví dụ như bạn làm đúng listening và làm đúng 70 câu chẳng hạn. Thì 70 câu là nằm trong mức này, từ 66 cho tới 70 nè. Đó. Thì bạn làm đúng 70 câu có thể bạn được là 360 điểm. Ha, ok. Và ví dụ như reading, bạn làm đúng mình cho là 85 80 83 câu đi, cho nó lẻ lẻ đi 83 câu ha. Thì bạn thấy nè, 83 là từ 81 cho tới 85. Thì 83 đó có thể nó sẽ nằm trong khoảng là 375 cho tới 420 điểm. Nó sẽ nằm vòng vòng ở đâu đó, tùy vào mỗi cái bài nó sẽ có cái bảng chính xác. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ nằm trong cái mức là từ 345 cho tới 420. Sau đó chúng ta lấy hai cái điểm listening và điểm reading, chúng ta cộng lại với nhau để chúng ta ra được cái điểm total, cái điểm cuối cùng, và chúng ta nộp vào cho công ty hoặc là chúng ta nộp vào cho trường để chúng ta biết là chúng ta có tốt nghiệp được hay không. Ok. Rồi, đây là cái cách tính điểm. Chúng ta còn gì nữa? Vậy thì câu hỏi tiếp theo đặt ra là bây giờ tôi thi TOEIC nó được bao nhiêu đó điểm đó thì nó có cái ý nghĩa gì, và cái level của tôi hiện tại là đang ở đâu khi mà tôi thi được cái TOEIC đó bao nhiêu điểm, thì chúng ta sẽ xem cái slide này nha. Đây, đây là bảng quy đổi điểm giữa các bài thi tiếng Anh quốc tế dựa theo khung CFR là khung năng lực ngoại ngữ quốc tế được công nhận ha. Rồi thì chúng ta thấy là trình độ tiếng Anh của chúng ta sẽ được chia làm 6 cấp từ A1 cho tới C2. Cái này thì bạn nào học chuyên ngữ thì các bạn cũng biết rồi ha. Chúng ta có 6 cấp độ là A1, A2, B1, B2, C1, C2. Rồi. Thì TOEIC của chúng ta nó cũng sẽ được quy đổi tương đương với một số các bài thi khác mà chúng ta cũng biết tới, ví dụ như là TOEFL IBT đó, TOEFL ITP hoặc là TOEFL IBT này, và kể cả IELTS. Rồi. Vậy thì nè, ví dụ như chúng ta thi được TOEIC 650 chẳng hạn,
đã 650 đi, mình để mức 650 ví dụ 650 nằm ở mức này. Vậy thì 650 đây có nghĩa là năng lực ngoại ngữ chúng ta đang nằm ở mức B2. Rồi, đang nằm ở mức B2 và nó sẽ tương ứng với IELTS 5.5. Chưa được 6.0 nhưng mà nó chỉ mới có khoảng IELTS 5.5 thôi. Ok. Rồi, và này, một số trường đại học sẽ kêu là tương ứng lấy TOEIC hoặc là IELTS tương ứng bao nhiêu đó. Ví dụ như là một số trường sẽ đưa ra là 6.5 mới được tốt nghiệp hoặc là tương đương, thì chúng ta coi IELTS 6.5. Đây, ok. Vậy thì chúng ta sẽ lấy TOEIC bao nhiêu để được tương đương khoảng từ 800 cho tới 845 điểm. Đó. Ok. Và nó cũng chỉ ngang ở mức B2 thôi nha bạn. Còn C1 là IELTS 7.0 và C1 TOEIC là từ 850 cho tới 940 điểm. Thì chúng ta đạt ở mức C1. Đó. Thì những cái bài thi này, những cái điểm số của bài thi này nó mang ý nghĩa như vậy. Rồi, ok. Đó là những điểm cơ bản nhất về về bài test TOEIC listening và reading, hai kỹ năng đầu tiên, hai kỹ năng nghe đọc mà mình muốn gửi cho tới mà mình muốn thông tin tới các bạn. Thì khi hy vọng là sau cái clip này chúng ta có cái nhìn tổng quát nhất về bài thi TOEIC, và ở những clip sau mình sẽ nói chi tiết vào từng phần cụ thể trong TOEIC nó có cái gì. Clip sau chắc chắn sẽ là TOEIC Part 1 là Photo Description. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là trong đó có gì và chúng ta cần làm thế nào để chúng ta đạt điểm cao. Vậy các bạn, nếu như chúng ta có câu hỏi gì thì chúng ta có thể để lại ở phía comment bên dưới, và chúng ta có thể subscribe ở dưới đây và chúng ta nhấn những cái chuông để chúng ta nhận được cái thông báo về cái video mới nhất, để chúng ta không bỏ lỡ những cái thông tin rất là hữu ích về TOEIC nhé các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.